Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của luôn Luân Dễ Thương Cả tuần vừa rồi á, mình đã dành thời gian để mình test ba con smartwatch mà mình đang có trong nhà hiện nay Thứ nhất á, là con Apple Watch Ultra Thứ hai á, là con Amazfit T-Rex 2 Và thứ ba á, là Xiaomi Smart Band 7 Pro Thì đây là ba con đồng hồ mà nó thuộc những mức giá rất là khác biệt nhau Con Xiaomi Smart Band 7 Pro này đang bán ở Việt Nam á, giá là khoảng triệu 8 triệu 9 Con Amazfit T-Rex 2 này giá vào khoảng 5 triệu và Apple Watch Ultra thì sẽ bán chính thức tại Việt Nam với giá đâu đó khoảng chừng 24-25 triệu Rồi bây giờ các bạn nên coi video này Để các bạn biết được á, là smartwatch thuộc những cái phân khúc giá khác nhau Thì giá trị đem lại cho bạn sẽ khác biệt như thế nào Bây giờ bắt đầu ha rồi đầu tiên là mình nói về thiết kế trước đi trong ba con mà mình đang cầm ở đây á, thì con mà mình thích nhất á, đó là Apple Watch Ultra bởi vì cái thiết kế của nó nhìn nó mới lạ sau đó là mình thích con Amazfit T-Rex 2 và độ thích của mình đối với lại hai con đồng hồ này á, là gần như tương tự như nhau bản thân mình nó vẫn thích một cái đồng hồ mặt tròn hơn tuy nhiên cái cách mà Apple Watch đó, họ làm cái thiết kế cho con Ultra này nè nhìn nó rất là hay ho nhìn nó rất là mới lạ nó mới mẻ và khi mà mình đeo lên tay mình cảm nhận được oh, con này nó khác biệt quá ta nó rất là nổi bật trong nhà mình hiện tại đang không có mấy con kiểu như Garmin Epic hay là Garmin Phoenix để mình so với các bạn coi mà thôi kệ con đó thì nó cũng tầm tầm ngang với lại Apple Watch rồi nhưng mà đó không phải mục đích để mà mình cho các bạn coi ở trong video này rồi nói tiếp về con Amazfit t 2 á Thì các bạn thấy là các bạn nhìn qua nó các bạn có nhớ tới mấy cái đồng hồ Casio mà hầm hố này nọ ngày xưa không? Ngày xưa mình từng đeo mấy cái giống vậy và mình cảm thấy rất là thích thú và hào hứng khi mà mình được cầm con Amazfit t 2 Và cuối cùng á là con Xiaomi Smart Band 7 Pro thì cái thiết kế của cái dòng Smart Band này á, nó rất là đơn giản, nó không có nhiều chi tiết và đây cũng là một thứ mà các bạn có thể kỳ vọng được khi các bạn đi mua những con Smartwatch hoặc là Smart Band tầm giá đâu đó khoảng chừng 2 triệu. Tiếp theo là về chất lượng hoàn thiện chắc chắn Apple Watch Ultra là còn có chất lượng hoàn thiện tốt nhất ở trong tất cả những con đồng hồ mà mình đang cầm ở đây tại vì cái cách mà Apple họ hoàn thiện những cái đường nét nè rồi cái cách mà họ làm màn hình hay là thậm chí cái mặt sau bằng gốm đó, tất cả mọi thứ nó đều quá đẹp quá xuất sắc tỉ mỉ mình không có gì để chê ở cái chất lượng hoàn thiện của Apple Watch Ultra hết về mặt hoàn thiện á, thì con Amazfit T-Rex 2 này á, nó cũng rất là cao cấp nha mặc dù giá của nó chỉ có 5 triệu thôi những cái đồng hồ của Amazfit đó đó là mình khá là bất ngờ bởi vì họ làm nó tỉ mỉ lắm, họ làm nó chi tiết lắm. Ngoài Amazfit ra thì những con ví dụ như là Huawei GT3 nè, hay là Huawei GT3 Pro cũng là những cái đồng hồ có mức độ hoàn thiện rất là cao cấp. Nhìn á các bạn không nghĩ nó là những con smartwatch mà dưới 10 triệu đâu. Cái chất lượng hoàn thiện của những hãng Trung Quốc bây giờ người ta đã làm tốt tới như vậy rồi. Và cuối cùng á là con Xiaomi Smart Band 7 Pro. Mình cũng không đòi hỏi quá nhiều. À, các bạn có thể thấy được là ừ, những cái đường tiếp giáp này nọ nó cũng chưa phải là quá sát, nó cũng không có phải là mép xuống luôn này nọ nhưng mà nó vẫn ở mức chấp nhận được chứ không phải là tệ nha. OK về màn hình thì sao? À, màn hình và chất lượng hiển thị cũng là một trong những điểm rất quan trọng khi mà chúng ta nói về smartwatch. thì hiện nay á, xét về cả cái trải nghiệm của mình lẫn về mặt cấu hình á, thì màn hình của con Apple Watch Ultra đang là ngon nhất trong cái đám này. Thứ nhất là độ sáng cao nhất và thứ hai là độ phân giải của nó cực kỳ cao. Tất cả mọi thứ được hiển thị rất chi tiết và quan trọng là cái độ phản chiếu nó rất là ít. Độ phản chiếu ít tức là khi các bạn ra ngoài trời các bạn sẽ xem nó dễ dàng hơn. Sau đó là con Amazfit T-Rex 2 này. Độ phản chiếu của nó nhiều hơn một chút so với lại con Apple Watch Ultra. Nhưng mà còn lại về mặt độ phân giải vẫn là một cái màn hình AMOLED với độ phân giải rất là cao. Và độ sáng của con Amazfit T-Rex 2 này cũng cực kỳ cao cao hơn so với lại những con đồng hồ khác nằm trong cùng phân khúc của con Amazfit T-Rex 2 này luôn. Đối với lại con Xiaomi Smart Band 7 Pro á, thì khi các bạn nhìn vào các bạn sẽ thấy là cái bóng của các bạn á, nó phản chiếu nhiều hơn. Chứ cái hình ảnh á, nó sẽ không sát lên trên cái lớp kính, nó không có được laminated như là những cái màn hình mà các bạn đang xài trên smartphone hay là laptop hiện nay. Again, đây là một con đồng hồ giá rẻ và khi các bạn ra ngoài đường các bạn vẫn sẽ xem được chỉ là nó không được đẹp, nó không được nịnh mắt, nó không được sướng như là khi các bạn nhìn vào con Amazfit T-Rex 2 hay là nhìn vào trong cái màn hình của Apple Watch Ultra rồi bây giờ mình nói về cái trải nghiệm khi mà tập luyện thể thao của mình thì mình có hai môn mình sẽ nói về cả hai cái bộ môn mà mình chơi thứ nhất là bơi và thứ hai là khi mà mình đi bộ giờ bây giờ mình nói về cái vụ đi bộ trước đi tại vì thật ra cái môn đi bộ là cái mà các bạn dễ có thể tiếp cận hơn và các bạn dễ thực hiện hơn tại vì không phải ai cũng đi bơi giống như mình đối với lại cái chuyện đi bộ thì cả ba con đồng hồ mà mình đang có trong tay hiện nay đều có tính năng theo dõi gps Đối với lại con Apple Watch Ultra và Amazfit T-Rex 2 thì nó sử dụng chip GPS là Dual Frequency Tức là nó có thể bắt được cả hai băng tầng từ vệ tinh phát xuống là L1 và L5 Trước đây GPS chỉ có L1 thôi, sau này người ta bổ sung thêm L5 Thì việc sử dụng Dual Frequency nó giúp bắt cái tín hiệu đó chính xác hơn và nhanh hơn còn đối với lại con Smart Band 7 Pro của Xiaomi á, thì mình không tìm được thông tin là nó là dual frequency hay chỉ là single frequency thôi Thì mình đoán chắc là ở giá này thì single frequency nhưng mà mình không chắc lắm thì mình không tìm được cái bạn cấu hình ha Rồi còn về trải nghiệm thực tế thì sao Mình muốn nói trước với các bạn về cái tốc độ bắt GPS tại vì cái này các bạn quan tâm nhiều lắm Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới chuyện mà các bạn có thể tập luyện ngay khi các bạn vừa bước ra khỏi nhà hay không thì khi mà mình vừa bước ra khỏi cái tòa nhà chung cư của mình á là con Apple Watch Ultra nó bắt đầu có thể trắc được và nó cho phép mình bắt đầu đi bộ ngay lập tức Chắc mấy giờ đợi chắc phải khoảng mười mấy giây á, thì nó mới bắt GPS xong Trong khi đó con Apple Watch của mình á, thì nó cho phép bắt đầu luôn rồi Chắc là nó bắt sẽ lẹ hơn nhiều rồi. Thì đối với lại con Amazfit T-Rex 2 á, mình bắt GPS thì mình thấy là nó hơi lâu hơn so với lại con Xiaomi Smart Band 7 Pro này Một chút xíu Còn đối với lại con Apple Watch Ultra như mình nói lúc nãy á, là nó cho phép mình tập luyện ngay lập tức còn về độ chính xác khi mà mình đi tập luyện thì sao Thì mình nhận thấy á, là một khi đã bắt GPS tất cả mọi thứ đã đầy đủ rồi Và mình bắt đầu đi bộ rồi á Thì cái khoảng cách nè và những cái thông số mà con Amazfit T-Rex 2 đo được á Thì nó rất sát với những gì mà con Apple Watch của mình đo được Hôm nay thì so sánh Apple Watch Ultra nè Với lại con Amazfit T-Rex 2 Thì mình thấy là cái khoảng cách cũng như là cái tốc độ này nọ của hai cái đồng hồ này là tôi nói gần tương đương như nhau luôn nó đo mình nhịp tim cũng tương tự ha nhưng mà cái pace của nó thì nó dài hơn so với những gì mà Apple Watch Ultra nó đo được và nó hiển thị là mình đã đi được 2,55 cây trong Apple Watch Ultra thì bao nhiêu Apple Watch Ultra thì là 2,50 cây tức là con Smart 7 Pro của Xiaomi nó đo khoảng cách mà mình đi được dài hơn so với những gì mà Apple Watch Ultra nó đo À, thì mình không biết đây là có phải là ảnh hưởng của cái chuyện GPS ở trên con Apple Watch Ultra nó chính xác hơn so với lại con Xiaomi Smart 7 Pro hay không và điều mình thấy hơi lạ là hai con này giống nhau trong khi Xiaomi Smart 7 Pro thì nó có xu hướng là nó đi cái đoạn đường đi dài hơn đi trước cái đoạn mà mình đã đi à, theo hình hiện tại ha thì mình vẫn tự tin hơn với lại hai con này còn Xiaomi Smart Band 7 Pro á, thì đối với lại những cái người đi bộ bình thường giống như mình tức là các bạn không cần phải gọi là track chính xác và các bạn chỉ cần có một cái thông số để các bạn biết được là ừ tình hình tập luyện của mình như thế này và mình làm tốt hơn ngày hôm qua hay không. Mình cũng không chắc là con Apple Watch của mình á liệu nó có phải đúng hay không nữa nha. Tại vì mình không có một cái gì để mình làm tham chiếu để mình có biết được chính xác là con nào mới là con chính xác nhất. Tuy nhiên mình sẽ vẫn sẽ báo cho các bạn biết là ừ nó có cái độ lệch như vậy. Và bản thân mình thì hiện tại mình đang hơi nghiêng về hai con này hơn trong cái chuyện mà mình trắc thể thao. Khi mà mình xem lại cái quãng đường mà mình đã đi á thì cả ba cái đồng hồ này đều có cái app để các bạn có thể xem lại cái quãng đường mà các bạn đã tập luyện. Tuy nhiên đối với lại con Xiaomi Smart Band 7 Pro tính tới thời điểm mình làm video này thì nó có bị một cái lỗi là trong cái app Mi Fitness thì cái bản đồ của nó bị lệch tức là lúc mà nó vẽ cái đường đi lên các bạn thấy là ủa nó không có đúng cái đường mà các bạn đi. Tuy nhiên khi mà mình xin cái dữ liệu của con Xiaomi Smart Band 7 Pro này lên cái app Strava thì nó lại hiện đúng. Cho nên mình đang kết luận là có một cái bất trong cái app Mi Fitness. Chứ dữ liệu bản đồ thì cái đồng hồ này nó vẫn ghi nhận đúng Tiếp theo chúng ta sẽ qua một cái môn mát mẻ hơn Đó là đi bơi Thì khi mà mình đi bơi á Mình thích nhất là con Apple Watch Ultra và con Omnifit T-Rex 2 này Lý do là gì các bạn biết không Thứ nhất là bởi vì nó có cái nút cứng à, Cái nút cứng này các bạn có thể dùng để bắt đầu cái việc tập luyện của các bạn nè Hoặc là các bạn tạm dừng cái việc tập luyện Các bạn đang tưởng tượng là cái, các bạn đang ở dưới nước á nếu như mà các bạn đang muốn ngừng lại để các bạn thở nước và các bạn nghỉ mệt Các bạn không muốn cái thời gian đó nó ảnh hưởng tới cái pace Tức là cái um, thời gian bạn tốn để mà các bạn có thể bơi được 100m đó, Thì ở trên có Apple Watch Ultra và con Amazfit T-Rex 2 thì mình chỉ cần nhấn nút cứng là xong Trong khi đó đối với lại con Xiaomi Smart Band 7 Pro Bởi vì nó hoàn toàn không có một cái nút cứng nào hết Mọi thứ đều được thực hiện thông qua cái giao diện cảm ứng Cho nên trước hết đó là mình phải vuốt ngón tay lên và ngón tay xuống Để mình unlock con đồng hồ này sau đó vuốt ngang và mới bấm chọn vào được cái chức năng là tạm dừng thể thao. Hồi trước mình từng cho các bạn coi con Huawei Band 7 các bạn nhớ không? Thì con Huawei Band 7 á nó có cái nút cứng và nó cũng làm được giống như là con Apple Watch Ultra hay là Amazfit T-Rex 2 thì hơi tiếng một chút ở con Xiaomi Smart Band 7 Pro này, không có cái nút cứng đó. Trong quá trình mà mình bơi á thì con Amazfit T-Rex 2 và con Xiaomi Smart Band này á khi mà nó đếm cái quãng đường mà mình đã bơi á thì nó có xu hướng là khi mà mình đã bơi xong cái lượt đó rồi thì khoảng 2 giây sau đó, nó mới báo lên cho mình là à bạn đã bơi được lên tới bao nhiêu đây mét và cái số vòng mà bạn đã bơi là như đây. Trong khi đó của Apple Watch Ultra thì thời gian của nó cập nhật gần như real time luôn. Cái thông số về chiều dài mà của Apple Watch Ultra có thể cho mình biết đó, là nó chính xác tới từng mét. Trong khi những cái đồng hồ trước đây mà mình từng xài thì nó chỉ làm tròn theo cái chiều dài hồ bơi mà thôi. Ngoài ra khi mà mình coi cái số vòng bơi của mình hay là cái chiều dài thì của Apple Watch Ultra này nó cũng cập nhật nhanh hơn những cái thông số khác chẳng hạn như là tổng thời gian tập luyện hay là nhịp tim thì tụi nó vẫn hiển thị real time cả ba con này đều hiển thị real time hết nhưng có Apple Watch Ultra thì nó vẫn khác biệt hơn ở cái chỗ và chiều dài ha cả ba cái đồng hồ này cũng có khả năng báo được cho các bạn biết là cái hết red zone của các bạn nó phân chia như thế nào hết red zone là cái vùng nhịp tim á thì mỗi người có thể mỗi khác và nếu như các bạn không có máy thì gần như các bạn không đo được tuy nhiên hiện tại thì mình chưa có đủ kiến thức để mà mình nói về những cái thứ liên quan tới hết red zone hay là những cái thông số tập luyện khác chẳng hạn như là mình nên tập luyện nó như thế nào cho tốt hay là cái nhịp tim khi mình tập luyện như vậy thì có đúng hay chưa? Mấy cái đó mình vẫn đang nghiên cứu, mình vẫn đang tự tự tìm hiểu thêm hoặc là đi hỏi thêm. Khi nào mà mình có thêm những cái thông tin đó thì mình sẽ làm những cái video khác để gửi cho các bạn nghe. Tiếp theo về thời gian dùng pin. Về thời gian dùng pin đó, thì con Amazfit T-Rex 2 đang là con đầu bảng ở trong nhà mình hiện tại và nó cũng là một trong những cái smartwatch lâu nhất mà mình từng xài qua trừ con Garmin Phoenix 7X dưới đây thôi. Con Amazfit T-Rex 2 này á, mình xài thực tế nha Nó có thể lên được tới 14 ngày mà không gặp vấn đề gì Wow, đó là một con số cực kỳ ấn tượng cho một con smartwatch có đầy đủ tính năng như thế này Tiếp theo đó là con Xiaomi Smart Band 7 Pro Con này mình xài thực tế, thời gian có thể dùng được khoảng 5 ngày Và trong 5 ngày đó thì mình có luôn cả các hoạt động đi bơi và có dùng GPS nha các bạn Và cuối cùng là Apple Watch Ultra Apple Watch Ultra thì nó chỉ dùng được đâu đó khoảng chừng 3 ngày cho tới 3 ngày rưỡi Tùy vào cái tần suất sử dụng của các bạn thôi và tất cả cả ba cái đồng hồ này mình đều tắt cái tính năng Always On Display mình nghĩ là một khi các bạn đã mua cái Apple Watch Ultra thì chắc là các bạn cũng đã nghĩ tới chuyện mà thời gian dùng pin của nó lâu hơn so với lại những cái Apple Watch khác thì các bạn mới mua đúng không? Đúng, nó có lâu hơn thật và nó bắt đầu cho mình được một cái sự tự tin để mà mình có thể nói là à, nếu mà một hai ngày tôi quên sạc nó thì nó vẫn còn pin để tôi xài. Tuy nhiên nếu như mà các bạn đang muốn tìm kiếm tất cả mọi thứ các bạn ưu tiên nhất là về thời gian dùng pin thì Amazfit T-Rex 2 vẫn là một cái lựa chọn tốt hơn, rất 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 nhiều. Pin của những con này dễ dàng đánh bại mọi của Apple Watch hiện nay đang có trên thị trường. Mình đã từng có một cái video giải thích vì sao pin của Apple Watch Ultra không thể nào bằng được như những con của Garmin của Amazfit hay là của Xiaomi hay là của Huawei. Các bạn có thể xem lại trong cái video đó nha. Rồi, cuối cùng về những cái tính năng gọi là thông minh trên một cái đồng hồ thì sao? Giống như là những cuộc gọi nè, hay là trả lời thông báo nè, đó mình muốn nói tới những phần đấy. Về phần đó chắc chắn là con Apple Watch Ultra là con đỉnh nhất rồi Tại vì Apple làm và nó integrate cực kỳ chặt với lại iOS nữa Ví dụ ha, khi mà các bạn có cuộc gọi tới Các bạn có thể dễ dàng nhận và trả lời cuộc gọi ngay từ cái đồng hồ này Đối với lại Amazfit T-Rex 2 và Xiaomi Smart Band 7 Pro Thì các bạn chỉ có thể coi được thông báo ai gọi tới Và các bạn từ chối hoặc là các bạn nhắn một cái tin để mà delay thôi Chứ nó không có tính năng, nó không có micro Để mà các bạn có thể nói ngay lập tức Tuy nhiên trên thị trường hiện nay cũng có một số cái đồng hồ khác có thể nghe gọi trực tiếp từ đồng hồ ha. Chẳng hạn như trước đây mình test mấy con của Huawei á, thì nó có thể nghe gọi trực tiếp được. Về giao diện nè, về khả năng hiển thị thông báo nè, hay về cách mà các bạn có thể tương tác với cái đồng hồ á, thì Apple Watch Ultra chắc chắn là cũng thắng luôn hai con còn lại. Dễ dàng, mượt mà, vuốt tất cả mọi thứ đều rất là sướng, cảm giác y như khi các bạn xài điện thoại có một cái tính năng nữa mà mình chưa test trên Apple Watch mà mình biết đó là chỉ Apple Watch làm được thôi hai con kia không làm được đó là tính năng chỉ đường bằng Google Maps hoặc là Apple Maps nó sẽ hiện cái mũi tên cũng như là thông tin chỉ đường ngay trực tiếp lên cái đồng hồ phần này thì một lần nữa mình cũng sẽ cần phải test và cũng sẽ báo lại các bạn sau mấy cái thông báo mà khi các bạn nhận được trên điện thoại của các bạn thì nó cũng có thể hiển thị được ở trên những cái đồng hồ thông minh hiện nay ha tính năng đó là cơ bản rồi bây giờ rất nhiều đồng hồ cũng có thể làm được rồi không có quá nhiều điều mà các bạn phải lo lắng đâu con Amazfit T-Rex 2 và con Xiaomi Smart Band 7 á các bạn có thể xài được với cả iPhone lẫn Android và tính năng thì gần như là đầy đủ so với giữa iOS và Android. Tuy nhiên đối với lại Apple Watch Ultra thì mình không chắc là ở bên Android có cách nào dùng hay không, mình chưa thấy ai xài Apple Watch nói chung nha chứ đừng nói tới con Ultra này với lại Android hết. Rồi video đến đây là hết rồi đó các bạn. Sau cái video này các bạn đã có thể thấy được những cái sự khác biệt rất là lớn giữa những con smartwatch thuộc phân khúc giá rất rẻ cho tới tầm trung cho tới cao cấp Các bạn thấy là có thể trên giấy tờ tất cả những thứ này tính năng của tụi nó nhìn như nhau Nhưng mà một khi đã bắt đầu sử dụng thực tế rồi và đặc biệt là đụng chạm tới cái môn thể thao Đặc biệt là những thứ liên quan tới track rồi cảm biến này nọ đó Thì tụi nó sẽ có những cái sự khác biệt Đối với lại những cái smartwatch hay là những cái vòng đeo tay thông minh giá rẻ chẳng hạn như là con Xiaomi Smartband 7 Pro này nó sẽ phù hợp cho rất là nhiều người với cái ngân sách của các bạn không cần phải quá lớn nhưng các bạn vẫn có đầy đủ tính năng và các bạn track cho cái việc theo dõi tập luyện của các bạn hàng ngày thôi các bạn không có những cái nhu cầu gì đó quá đặc biệt lên một cấp cao hơn thì những cái con mà có nút cứng chẳng hạn như là Amazfit T-Rex 2 thì nó giúp các bạn thao tác dễ dàng hơn khi mà các bạn tay bị ướt khi mà các bạn đi bơi tại vì lúc mà tay ướt và mồ hôi thì không dễ dàng chạm vào màn hình đó và chắc chắn những con như là Apple Watch Ultra nó cũng sẽ có giá trị của riêng nó trong cái việc track thể thao hay là theo dõi cái hành trình hay là theo dõi cái việc tập luyện của các bạn. Giá nó cao như vậy thì nó cũng sẽ có những tính năng tăng thêm và cái trải nghiệm xài nó cũng sướng hơn, nó cũng ok hơn. Rồi, đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong video. Nếu mà các bạn có muốn mình test gì thêm hoặc là có câu hỏi nào dành cho mình liên quan tới smartwatch thì các bạn comment vào trong cái video này giúp mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye!